AirDrop là tính năng ta thường thấy trên các dòng sản phẩm của Apple. Nhưng đôi lúc gặp tình trạng lỗi AirDrop nhưng bạn lại không biết cách khắc phục như thế nào. Sau đây là một số cách khắc phục lỗi AirDrop. 1. Tắt và bật lại Wi-Fi và Bluetooth. AirDrop luôn cần Wi-Fi và Bluetooth để hoạt động. Khi AirDrop không thành công, bạn hãy thử tắt và bật lại Wi-Fi và Bluetooth một vài lần. Sau đó tiến hành thử lại AirDrop xem là đã hoạt động lại chưa. 2. Khởi động lại iPhone. iPhone sau một thời gian sử dụng có thể gặp một số lỗi như lỗi phần mềm, lỗi ứng dụng và cả lỗi không nhận AirDrop. Lúc này bạn nên khởi động lại iPhone của mình. Sau khi khởi động lại, bạn hãy thử lại tính năng AirDrop xem có thành công hay không. 3. Đặt lại cài đặt mạng. AirDrop cần Wi-Fi và Bluetooth để truyền dữ liệu. Nếu điện thoại bạn không AirDrop được thì khả năng cao mạng hoặc Bluetooth của bạn có vấn đề. Lúc này bạn hãy tiến hành đặt lại các cài đặt mạng cho điện thoại. Để đặt lại cài đặt mạng, bạn thực hiện các bước sau. Vào cài đặt, chọn cài đặt chung, chọn chuyển hoặc đặt lại iPhone, chọn đặt lại. Cuối cùng, chọn đặt lại cài đặt mạng. 4. Cập nhật iOS lên mới nhất. Trong một số trường hợp, có thể AirDrop không hoạt động do không được hỗ trợ vì phiên bản iOS thấp. Lúc này, bạn hãy thử kiểm tra phiên bản iOS của thiết bị, rồi tiến hành cập nhật lên phiên bản mới nhất. Sau đó bắt đầu kiểm tra xem AirDrop đã hoạt động lại bình thường hay chưa. 5. Tắt chế độ không làm phiền. Nếu bạn để điện thoại ở chế độ không làm phiền thì lúc này điện thoại bạn sẽ không nhận thông báo truyền dữ liệu của AirDrop. Bạn nên tắt chế độ này và kiểm tra xem AirDrop điện thoại bạn đã hoạt động lại chưa. 6. Kiểm tra lại chế độ của AirDrop. Bạn nên kiểm tra lại chế độ hiển thị của AirDrop trên điện thoại là đang ở chế độ hiển thị nào, không nhận hay chỉ danh bạ, mọi người trong 10 phút. Nếu chọn sai, bạn sẽ AirDrop không gửi được. Nên bạn hãy chọn đúng chế độ hiển thị để không gặp tình trạng AirDrop không nhận hoặc không tìm thấy. Vừa rồi là một số cách khắc phục lỗi AirDrop có thể bạn chưa biết. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!